Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin bão mới nhất của Fox News cho hay, trong mùa bão tương đối yên tĩnh ở lưu vực Đông Thái Bình Dương, một cơn bão mới đã hình thành. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC chỉ ra, vùng thời tiết nhiễu động cách bờ biển Mexico gần 650 km đã mạnh lên và được đặt tên là Bert. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm bão quốc gia Mỹ nhận định, bão nhiệt đới Bud dự kiến tồn tại trong khoảng 1 hoặc 2 ngày trong quá trình di chuyển về phía Tây và suy yếu ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Theo tin báo của Fox News, sau cơn bão mới nhất Bud suy yếu, khu vực Đông Thái Bình Dương dự kiến không có thêm cơn bão nào khác trong tương lai gần. Cơn bão mới nhất Bud ở phía Đông Thái Bình Dương xuất hiện trong bối cảnh ở phía Tây Thái Bình Dương đang đón siêu bão Gaemi. Theo BBC đưa tin, bão Gaemi đã đổ bộ vào Trung Quốc đại lục sau khi tàn phá trên diện rộng ở Philippines và vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Bão Gaemi đang đi theo đường đi tương tự như cơn bão Đốc Suri năm ngoái, gây lũ lụt trên diện rộng khắp miền Bắc Trung Quốc, mặc dù có khả năng đường đi của nó có thể thay đổi. Tại đảo Đài Loan, hoạt động dọn dẹp sau cơn bão đang được tiến hành. Đây là cơn bão lớn nhất tấn công hòn đảo này trong 8 năm, nhưng chỉ là cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm nay. Trong khi đó, Philippines đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn vụ tràn dầu sau khi một con tàu chở 1,5 triệu lít nhiên liệu bị lật úp và chìm ngoài khơi bờ biển nước này vì cơn bão. Quay lại với cơn bão mới xuất hiện ngay sau siêu bão Gaemi, nhiều nhà dự báo bão nhận định một mùa bão yên tĩnh ở Thái Bình Dương có khả năng là một trong nhiều yếu tố dẫn đến mùa bão dữ dội ở Đại Tây Dương. Dự kiến, mùa bão Đại Tây Dương năm nay có khả năng có từ 20 cơn bão được đặt tên trở lên. Cho đến nay, lưu vực Đại Tây Dương đã ghi nhận 3 cơn bão được đặt tên, trong đó có một siêu bão. Siêu bão Beryl đã phá kỷ lục khi trở thành cơn bão cấp 5 sớm nhất trong hơn 2 tuần và là một trong những cơn bão mạnh lên nhanh nhất từng ghi nhận trong lịch sử Đại Tây Dương. Mùa bão ở Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương kéo dài đến ngày 30 tháng 11.